Em chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em sẽ lên clip về dòng dao bếp, và đặc biệt thì cũng giới thiệu những cái mẫu dao mà gọi là giã cả vừa vặn cho các bác nào mà mình phải sử dụng đến dao nhiều, số lượng lớn, dùng thường xuyên, thì mình có thể tham khảo sang những cái mẫu dao đối với dòng cán nghiến như hôm nay em lên clip cho tất cả các bác ở đây. Thì tất cả những cái dòng này thì hiện tại em đang sử dụng là dòng cán nghiến núi ngâm các bác nhé. Nghiến núi thì em cũng toàn cắt từ những cột nhà sàn cũ ngày xưa ra làm cho tất cả các bác thôi. Thì lô hàng này em đang làm gửi cho một bác khách. Mình là chuyên công ty về ăn uống, về chế biến đồ ăn ấy, thì mình cần sử dụng rất là nhiều dao, thì là mình sẽ áp dụng luôn là cái dòng cán nghiến như thế này cho em nhá. Cán nghiến như thế này thì giá cả nó phải chăng cho bác nào sử dụng với số lượng lớn, nhiều và vẫn đảm bảo được cái độ thẩm mỹ, cũng như là khi mình cầm con hàng nó có cái sự vừa vặn và đầm tay. Cán nó không phải là tròn mà là cán nó kiểu oval như thế này. Thì cái cán oval như này sẽ tạo cho mình khi mà mình cầm ấy, mình có độ tì và độ chắc chắn tay các bác nhá. Mình có độ tì và độ chắc chắn tay. Đấy. Ngoài lọc ra thì là có những bác khách mình sẽ đặt chỉ chuyên thái thôi, nếu phụ thuộc vào cái nhu cầu dùng của mình. Đấy, nên là nếu bác nào mà mình lấy số lượng lớn và giá cả nó phải chăng thì các bác cứ tham khảo sang cái dòng cán nghiến như thế này cho em các bác nhé. Mình cứ tham khảo sang dòng cán nghiến như thế này cho em thì cái giá nó sẽ rất là tốt, rất là hợp lý, bởi vì đơn giản là cán nghiến thì em không phải nhập. Đấy, mình có gì thì mình dùng đấy cho tất cả các bác luôn, thì giá cả của nó cũng sẽ nhẹ hơn so với những cái dòng cán gỗ mun. Và chắc chắn rồi, cái chất liệu lưỡi dao thì nó phải như nhau, nó phải đảm bảo thì các bác mới đặt nhiều, đặt số lượng lớn và đặt về lâu dài, đúng không ạ? Đó. Sau đây thì em sẽ giới thiệu với các bác hai bộ dao. Các bác có thể sử dụng gia đình hoặc nhà hàng luôn cũng được, và cái giá cả của nó cũng sẽ rất là vừa vặn. Mặc dù em ở đây đang sử dụng cho tất cả các bác là dòng cán mun không ngấm nước, không mối mọt. Nếu mà để mà nói về cái giá thành mun thì em nhận rất là đắt, nhưng không hiểu sao thì vài năm gần đây khi mà cho ra mắt cái dòng cán mun thì lại được các bác ủng hộ rất là nhiều. Đấy, nên là em vẫn áp dụng cái phân tầng cán mun cho các bác mình sử dụng gia đình hoặc sử dụng nhà hàng thì đều rất là hợp lý. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác đầu tiên là một bộ dao cán mun, hai con nhé. Bộ này em sẽ lên cho các bác hai con vì là nó sẽ giống nhau thôi. Đầu tiên sẽ là một con dao chuyên thái ạ. Giới thiệu với các bác là dòng dao chám trước các bác nhé. Chuyên thái nhám này, với cái thông số kích thước lưỡi như sau. Chiều dài lưỡi thì từ đây đến đây nó sẽ rơi vào là 23 cm, bản rộng lưỡi rơi vào là 6,5 cm, và độ dày sống lưng ly nó sẽ rơi vào là 1 ly đến 1 ly rưỡi như thế này các bác nhé. Vì nó là chuyên thái nên nó sẽ cực kỳ mỏng. Đối với bộ đầu tiên em lên cho các bác thì nó sẽ là đánh chống nhám hai mặt, cán là cán gỗ mun, vẫn là dòng cán vát hình ô liu bầu dục như thế này cho các bác, nên là mình khi cầm ấy nó có cái độ tì tay và chắc chắn tay. Về từng cái cán dao thì em khẳng định là hàng theo lô chục cái, trăm con thì vẫn như hàng đi một con, con nào con đấy đều được tra cán rất là thẳng như thế này giúp em. Cái việc này thì đấy là cái lỗi mà em mắc phải từ ngày trước, mà thời mà em vừa làm cái cán gỗ này này, bây giờ khoảng 7-8 năm trước rồi, thì là mình hay lắm mắc phải. Và nhiều khi bác mua dao trên mạng ấy, thì họ sẽ không chú ý đến vấn đề này, nhưng mà khuyên các bác nên chú ý. Bởi vì khi mà tra cán vào ấy, nếu mà người thợ mà không cẩn thận này, mình chỉ tra vào cho có thôi, thì cái phần tra này nó không thẳng, dẫn đến là cán như thế này, nhưng con dao phía trên này nó có thể lệch sang bên này hoặc lệch sang bên này. Đến khi mình cầm ấy các bác ạ, mình thái nó sẽ rất là chéo tay, rất là trái tay, và nó sẽ không thuận, không ăn theo ý mình mong muốn. Như thế là ảnh hưởng rất lớn đến việc mà mình sử dụng con dao, không phải chỉ ở việc chất lượng lưỡi hoặc chất lượng cán, mà là cái cách tra dao nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình mình sử dụng có thuận lợi, có dễ dàng, có thao tác tốt, dễ dàng, đơn giản hay không. Nó còn phụ thuộc vào cái việc tra cán rất là nhiều các bác nhé. Dù là trăm con hoặc là hàng một con thì em cũng như nhau. Đây, em cầm một con khác bất kỳ lên cho tất cả các bác, thì các bác phải khẳng định giúp em là con nào con đấy rất thẳng các bác nhé. Lưu ý giúp em ạ, nó còn phụ thuộc vào một phần như thế nữa. Còn bộ dao tiếp thì, bộ dao em giới thiệu với các bác thì chắc chắn là sẽ phải có một con dao chặt nữa các bác ạ. Như trên tay em đây là một con dao chặt gà vịt. Về thông số của lưỡi dao như sau, thì là lưỡi thì nó sẽ rơi vào là 23, bản rộng rơi vào là bản 7,
Độ dày sống lưng lưỡi là 3 ly, tổng trọng lượng là 550g, là 5 lạng rưỡi. Cán gỗ mun, đến cái dòng cán chặt rồi thì em sẽ chuyển sang dòng chốt 2 đinh cho các bác để tạo sự an toàn và chắc chắn hơn. Thì đối với một cặp vừa chặt vừa thái như thế này thì em đang để giá cho tất cả các bác là 500.000 một cặp dao như vậy các bác nhé. 500.000 một cặp dao vừa chặt vừa thái như thế này cho em. Đấy. À, các bác lưu ý giúp em là trên thị trường hiện tại có rất là nhiều dòng dao Phúc Sen và nhiều đơn vị sản xuất dao Phúc Sen. Tuy nhiên là các bác lưu ý giúp em là có những cái nơi thì mình cũng phải nhìn kỹ cái chất liệu thép xem có phải chuẩn hàng rèn hay không. Đấy, hàng rèn nó sẽ khác rất là nhiều so với cái hàng mà mình nhập phôi sẵn ở dưới các bác dưới xuôi về làm các bác nhé. Thì mình sẽ chú ý giúp em ở phần đấy. Tránh cái trường hợp là so sánh về giá cả, hoặc là tránh cái trường hợp là mình đã mua hàng bên kia rồi cái chất lượng mình không tốt, mình lại về bắt vạ em bởi vì chỉ có câu nói là Phúc Sen như nhau, như thế là nó cũng sẽ rất là không khách quan. Nên là các bác mình lưu ý khi mà mình mua hàng thì mình tham khảo thật là kỹ vào giúp em nhé. Còn bộ thứ hai em giới thiệu với các bác là một bộ dao gỗ mun. Đó sẽ là có một con dao lọc này, chuyên lọc thái gọt, làm lòng gà vịt, rồi là da thịt này, gọi là lọc chân giò này chẳng hạn, thì là các bác sẽ sử dụng con lọc này cho em. Đấy, thứ hai, bộ dao thì mình sẽ không thể thiếu là một chuyên thái. Thái này em sẽ sử dụng đang là thái bản vuông và bản đen truyền thống, nó không phải là bản nhám. Bác nào thích bản nhám mình sử dụng bản nhám, bác nào thích bản đen truyền thống thì mình sử dụng bản đen truyền thống như thế này cho em. Cán vẫn là sử dụng dòng gỗ mun, chất liệu lưỡi là chuẩn nhíp Nga các bác nhé, chuẩn nhíp Nga cho em. Bộ dao thì nó sẽ có một con dao chặt gà vịt. Nói là chức năng của nó là chuyên chặt gà vịt, nhưng mà các bác vẫn có thể chặt xương sườn cho em. Vẫn có thể xương sườn cho em các bác nhé. Xương sườn, gà vịt các bác chặt cực kỳ tốt, đảm bảo khung đấy. Còn bác nào bí bí quá thì mình mang ra chặt xương ống thì em không khẳng định cho các bác là nó sẽ chặt tốt xương ống đâu. Nhưng mà thực sự mà nói thì các bác vẫn cứ chặt được thôi. Đấy, nói chung là nôm na nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà để chặt tốt, chặt khỏe với mức độ xương ống châu bò thì các bác nên nâng lên cho em ở con chuyên chặt xương 7 lạng rưỡi. Còn con này là chuyên gà vịt xương sườn, xương lợn thì các bác vẫn chấp nhận được ở con này nhé. Xương sườn này, đấy, xương chân giò này thì là các bác có thể sử dụng con này. Đấy, ở mức độ là 5 lạng rưỡi thì là chuyên gà vịt và xương sườn các bác nhé. Một bộ 3 con như vậy gồm một chặt gà, một thái và một lọc. Thì em đang để giá cho tất cả các bác một cái giá rất tốt là đang có giá là 650.000. Còn bộ 2 con thì đang có giá là 500.000. Còn nếu mà bác mua 2 thái 1 chặt thì đang vẫn là để giá rất tốt cho tất cả các bác là 680.000 một bộ 3 con như thế này các bác nhé. 680.000 một bộ 3 con. Đấy, clip hôm nay thì em đúng là giới thiệu và cũng là chia sẻ cho các bác rất là nhẹ nhàng về những cái dòng dao Phúc Sen thôi. Nếu mà các bác muốn tham khảo và sử dụng dòng dao chuẩn dao Phúc Sen trên các bác thì các bác liên hệ em theo số điện thoại là 0347 753 780 xưởng dao Phúc Sen HD trên các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip ngày hôm nay của em. Nếu mà mình muốn tham khảo dòng dao đi rừng, những dòng dao mẫu mã để trông treo phong thủy thì các bác có thể xem lại những cái video trước đấy, miễn là có dao Phúc Sen HD là chuẩn gặp em các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác ạ. Xin chào.